Đội 91 ngày hôm nay ra quân với trang phục áo vàng quần xanh. Trong khi đó thì áo đỏ quần đen đang là đội hình của đội bóng 92. Pha phối hợp không thành công. Phản công dài cho đội viên 91. Cầu thủ áo vàng đang băng lên rất nhanh. Coi! Cho đầu tiên 91 rất nhanh và rất bất ngờ sau một pha phối hợp đá phạt không thành công của đội 92 và họ đã phải trả giá. Trần Dư là người đã đưa ra được tạt bóng vào phía trong và thủ thành bên phía đội bóng đầu tiên 92 đã có một pha xử lý thiếu chính xác. Trong tình huống đó thì cũng đã có hai cầu thủ áo vàng xuất hiện sau tình huống tạt bóng vào của Trần Dư thì 91 đã có cơ hội nguy hiểm. Vào lại là Trần Dư, 2-0 dành cho đội tuyển 91 rồi. Một ngày thi đấu chói sáng của Trần Dư. Không có một cơ hội nào dành cho thủ thành Văn Tĩnh bên phía đầu hiệp 92. Bóng chạm sang ngang và đi vào lưới. 2-0 dành cho các thủ áo vàng. Nguy hiểm. Nhất Chelsea đã đẩy bóng an toàn cho tiếng vừa rồi. Đấy rồi. Hai bàn thắng của đầu hiệp 91 đều được ghi bởi số 8 Trần Dư. Coi không vào, quá đáng tiếc. Một pha chơi bóng tập trung của thủ thành nhất Chelsea. Một bàn thắng lúc này là rất quan trọng với đội tuyển 92. Sau pha đánh đầu vừa rồi thì bóng đã khẽ chạm cột dọc và đi ra ngoài. Quá đáng tiếc. Đại Internet là người đã đánh đầu cho tiếng vừa rồi. Được chuyền ai? Vẫn không vào. Quá đen dài cho Đại Internet. Trước đó tình huống dứt điểm quá đẹp của thằng Chư Yêu. Sau thiếu cố gắng cản phá vừa rồi thì nhất Chelsea đã bị đau. Chảy máu rồi. Xin mời Tiến Tùng, trưởng ban tổ chức sẽ di chuyển vào để hỗ trợ. Đã ra sân này, tiếp cho thi. Tiếp một mơ. Đài Internet rất khỏe. Hai đố. Coi áp sát đây. Điều chuyển rất hay của thống Chelsea. Đây là Trần Dư. Coi đối mặt. Sút. Không thể tin được. Quả đá của Nguyễn Huấn đã đi ra ngoài trong một cự ly mà rất dễ để có được bàn thắng. Đã có tình huống va chạm với thống Chelsea. Lúc này thì thống Chelsea vẫn đang làm sân. Rất khó khăn để khống chế đi những đường lên bóng. Đã có tình huống phạm lỗi của thống Chelsea. Phản công. Hai đố.
Đấy rồi, trận dư. Không được. Quá đáng tiếc. Một tình huống xử lý là rất tốt. Tuy nhiên đáng tiếc là bóng lại đi quá mạnh. Bóng vẫn còn. Tiếp chà là thít. Cơ hội. Bóng đang trong chân của thằng Chiêu. Tiếp chà là thít. Không vào. Quá đáng tiếc. Và phối hợp giữa thằng Chiêu và tiếp chà là thít không thành công. Lúc này đã là phút thứ 50 rồi. Trần Dư cơ lợi thế dành cho đội tuyển 91 đối mặt. Rất bình tĩnh. Vào. Cú hat trick. Cú hat trick của Trần Dư. 3-0 dành cho đội tuyển 91. Bạch Can. Ai ra ai vào. Ai ra ai vào. Ai chạy yêu. Đâu được mà nhìn vậy. Thay người bên phía đội bóng đầu điện 92. Tính tài tử. Thằng Trương Yêu. Thằng Triều đã không thể vượt qua được Hải Nổ. Trần Dư 4-0 dài trò đầu điện 91. Một cú poker của Trần Dư. 4 bàn thắng của đội 91 đều được ghi do công của Trần Dư, đội trưởng. Trận sau thì sẽ có sự trở lại của Hùng ACL.